Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em sẽ lên nhanh bác một số mã hàng bên em hôm nay sẽ xả kho bán nhanh thanh lý trong dịp cuối năm nhá. Đấy, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì hóa đơn trên 200k các bác nhá, nhớ cho em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đó, thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì rất nhiều cái mã hàng được giảm giá xả kho đấy, để các bác tranh thủ cập nhật lại cái giá cả cũng như là các bác chốt đơn nhanh luôn các bác nhá. Rồi, mã hàng đầu tiên em lên xả kho luôn cho các bác trong video hôm nay đó là cái combo súng 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 bắn keo nến nhá. Đấy, súng bắn keo nến đấy, thì hiện tại em đang bán theo combo giá nó rất là tốt luôn đấy. Báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì một cái combo là bao gồm cả súng cả keo thì bên em đang bán là một cái combo đấy là với mức giá là 60 ngàn. Hôm nay thì em còn số lượng ít thì em sẽ xả luôn cho bác luôn. Giá chỉ còn có 40 nghìn thôi. Đấy, 40 nghìn thì khi mà các bác mua thì các bác sẽ sở hữu được gì? Đầu tiên thì sẽ là một chiếc súng bắn keo này. Công suất thì sẽ là 20W nhá. Con này nó sử dụng điện 100 cho đến 240V. Nên là về các bác cắm điện 220 các bác xả thoải mái cho em luôn. Công suất 20W là các bác dùng gia đình các bác gắn đồ đạc các thứ ok rồi. Đấy, nói chung là bây giờ cuối năm các bác dùng rất là nhiều. Gắn đồ, gắn hoa các thứ này, gắn nơ rồi là trang trí nhà cửa này, rồi là sử dụng cái này gắn rất đa năng, cái này là gắn được rất nhiều thứ nhá. Đấy. Cái súng này là một combo là súng sẽ gồm là một súng và đi kèm cho các bác là 10 cây keo nhá. 2 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Đấy, em sẽ bán nhanh bác luôn là một cái combo như này. Thì sẽ có giá là 40 ngàn, là bao gồm là một súng và 10 cây keo nến nhá, 10 cây keo nến. Đấy, 10 cây keo nến là một combo này là 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn đó các bạn. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ nhà mà chỉ có 40 nghìn. Là mua về là chọn bộ nhà là về các bác là có đồ là xài luôn, dùng luôn, không cần phải mua thêm cái gì cả. Còn nếu mà các bác nào có nhu cầu mua nhiều, dùng nhiều thì các bác có thể mua thêm keo. Thì bên em hiện tại đang bán một cái combo 10 cây keo như này. Đấy, sẽ có giá là vào 15 ngàn cho một combo 10 cây keo nhá. Đấy, một combo 10 cây keo thì sẽ có giá là 15 ngàn. Đây em báo giá lại bác này. Combo súng keo nến này, combo súng keo nến nhá thì sẽ có giá là 40 ngàn nhá các bác nhá. Thì bao gồm là 10 cây keo và một cái súng như này là một combo này là 40 ngàn này. Còn khi mà các bác mua lẻ keo thì 10 cây keo nến thì bên em sẽ bán sẽ có giá là 15 ngàn nhá. Đấy, sẽ có giá là 15 ngàn thì mình có thể mua thêm keo về nếu mà bác nào xài nhiều. Còn nếu mà các bác xài ít thì mình có thể mua theo combo này về là dùng cũng thoải mái rồi này. Đấy, thì là một combo bao gồm một súng và 10 cây keo nến là 40 ngàn, mua thêm keo nến thì đang có giá là 15 ngàn cho 10 cây keo nến nhá. Giá nó quá là hạt rẻ luôn đấy. Bình thường là các bác ra cửa hàng hiệu người đang bán, ví dụ như là bình thường một chiếc súng này người đang bán 6-7 nghìn một cái, còn keo nến người ta phải bán vài chục nghìn, 10 cây này vài chục nghìn luôn đấy, thật luôn. Đấy, bên em bán giá xả kho bán nhanh bác luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã này và em cũng lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ bàn cạo 35 lưỡi cái này về để chuyên cho bác về cạo râu cạo ria các thứ ok luôn. Em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là bộ bàn cạo 35. Đấy, bộ bàn cạo 35, bàn cạo 35 này sẽ gồm có một tay cạo, một lọ kem cạo và đi kèm là 35 cái lưỡi. Đấy, thì bữa trước sản phẩm này đang bán là 70 ngàn, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có 40 ngàn thôi. 40k cho một cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này, chỉ có 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn các bạn. Chỉ 40 ngàn. Đây em sẽ bóc cho bác coi một bộ nó này. Cái này dùng tiện lắm. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay cạo này, đi kèm là một lọ kem nhá. Và bên trong này thì rất nhiều lưỡi luôn, 35 lưỡi là các bác dùng cả năm luôn. Đấy, bác nào cạo ít, có khi thậm chí vài năm hết một cái bộ này. Đây, một đống lưỡi này con này. Đấy, một đống lưỡi và lưỡi. Hàng lưỡi này của nó sẽ là hàng lưỡi kép đó nhá. Đấy, hàng lưỡi của nó sẽ là hàng lưỡi kép này, các bạn nhìn này. Đấy, hàng lưỡi kép, hàng hai lưỡi nên các bác cạo rất là nhanh. Đấy thì lúc nào dùng thì mình lấy cái bàn cạo ra, các bác lắp lưỡi vào. Đấy, lắp lưỡi vào sau đó là các bác dùng cái lọ kem này. Đấy, các bác bôi vào các bác cạo nó đỡ bị rát này. Đấy, rồi là các bác nó rất là tiện thôi. Nó có cái hộp này là ví dụ các bác đi công tác, đi chơi, đi du lịch này. Đấy, mình đi xa nhà đấy thì mình bỏ cho em mấy cái lưỡi dự phòng vào trong này cùng với lại cái bàn cạo này, các bác mang đi các bác xài luôn. Đấy, bỏ vào trong ba lô mang đi du lịch cũng rất là tiện luôn nhá. Nói chung là mang đi mang lại ok luôn. Đấy thì một bộ là full trong túi đựng nhà. Đấy, bao gồm đầy đủ là 35 lưỡi luôn, rất nhiều, là thoải mái các bác xài luôn. Đây,
Đấy, một đống lưỡi luôn này, 35 lưỡi các bạn, 35 lưỡi luôn. Là về thoải mái các bác xài luôn, là một cái bộ combo là một tay cạo, một lọ kem, một cái hộp đựng và 35 cái lưỡi cạo nha. Sẽ có giá là 40.000 thôi. Đấy, về để các bác chuyên để các bác cạo râu. Cái này nó dòng lưỡi kép, nó cạo rất là sạch luôn, cạo sạch, cạo nhanh, cạo thích lắm. Bàn cạo 35 nhá. Đang xả kho bán nhanh luôn là 40.000 một bộ này các nhá, 40.000 một bộ này, dùng cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan tháp của Unica này. Đấy, bộ này thì giá đợt này về cũng về cái lô này giá rất là tốt luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp trắng nhá, bộ mũi khoan tháp trắng. Đấy, của Unica Japan. Bộ mũi khoan tháp trắng này. À, bộ này thì bữa trước đang bán là 180.000, hôm nay em về lô mới xả kho luôn 150.000 cho một cái bộ này các nhá. Chỉ có 150.000 thôi. Rất hạt rẻ, khoan cực kỳ đa năng luôn. Dòng thép gió HS phủ lớp titan, khoan cực kỳ ngọt nhá. Đấy, hàng hãng của Unica Japan. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Mở ra thì bên trong sẽ gồm có cho bác tổng là 5 mũi luôn. Đó, 5 mũi nhá. Cực kỳ sắc bén. Đấy, khoan rất là ngọt ngào. Con này thì nó rất nhiều kích cỡ khác nhau nhá. Cực kỳ nhiều kích cỡ khác nhau để các bác khoan đa năng. Đấy, khoan đa năng cho mọi kích cỡ, mọi số đo rồi là những cái lỗ nó khác nhau. Đấy thì các bác xem cái mũi nào nó phù hợp với kích cỡ thì các bác lấy cái mũi đấy các bác khoan. Con này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan pin cái thứ, là các bác lắp cho em thoải mái luôn. Các bác lắp để khoan nhá. Một bộ là 5 mũi. Dùng xong mình cất trong hộp này. Đấy, nguyên cái hộp nó rất là ok rồi. Đấy, nói chung là nó đẹp từ bên trong ra ngoài, đẹp từ bên ngoài vào trong luôn. Đấy, hộp chiếc rất lịch sự, hộp nhôm ngon lành luôn nhá. Unica Japan. Đấy, đang xả kho bán nhanh cho bác luôn, chỉ còn có 150.000 thôi. Đấy thì sẽ bao gồm là một bộ mũi khoan tháp nhá, bộ mũi khoan tháp khoan núi 5 mũi như này với mức giá là 150.000 một bộ 5 mũi. À, bình thường là thị trường đang bán 190-200 luôn đấy. Đấy, bên em đang bán là 180 rất là rẻ rồi, nhưng mà đợt này nó về lô mới em xả luôn, bán nhanh luôn là 150.000 một bộ này. Đấy thì là full combo là 5 mũi nha, hàng nguyên hộp luôn, ngon lành xịn sò, Unica Japan. Đấy thì ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây bút lấy dấu này. Đấy, cái bút lấy dấu thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái bút lấy dấu này thì mỗi lần ví dụ như là các bác khoan thì mình có thể lấy cái dấu trước cho nó chuẩn xác này. Con này là dòng bút lấy dấu bằng đồng nhá, rất ok. Cái bút lấy dấu này thì hiện tại bên em đang bán cho bác là với giá thì cũng bình dân luôn, chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bút lấy dấu nhá. Đấy, bút lấy dấu với mức giá là 30.000 cho một chiếc bút lấy dấu này. Đấy, chỉ có 30.000 thôi, lấy cực kỳ chuẩn xác và lấy rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đây em lấy cho bác coi này, đây để em lấy cho bác coi nhá. Bác cùng xem đây, cái này chỗ này là cái thanh tip này. Đấy em, đấy ấn nhẹ luôn cả. Đấy các đấy không ra lỗ luôn nhá. Đây này, đấy ví dụ các bác khoan, các bác định vị này rất ok luôn. Con này nó rất là nhẹ, các bác chỉ việc này, đấy, ấn dứt khoát tay phát này. Đấy thấy không? Lỗ rất ngon đây này, các nhìn này, bốn lỗ nha, em lấy thẳng hàng nhau này, chính xác ngon lành luôn. Đấy thấy không, bắn rất khỏe luôn, lõm luôn nhá, ok luôn. Đấy là cái cây bút lấy dấu. Cây bút lấy dấu thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000 bút. Cây bút lấy dấu là bằng đồng luôn đấy, là 30.000. Còn các bác mua cái bộ mũ khoan tháp nha thì là 150.000. Đấy là tùy nhu cầu nhá, thì các bác có thể mua theo cả bộ luôn. Về là mình có đồ cá là mình, ví dụ mình trước khi mình khoan thì mình lấy cái dấu cho nó chuẩn xác. Đấy thì bác nào có rồi thì mình có thể mua thêm bộ mũ khoan tháp này. Mũ khoan tháp là 150, còn bút lấy dấu là 30.000 các bác nhá. Móc khóa titan thì bên em vẫn còn hàng để cho các bác mua về sử dụng này. Chiếc móc khóa titan rất chất lượng luôn. Con này chất liệu nó là titan siêu nhẹ và là siêu cứng nhá. Đấy, titan là một cái dòng kim loại siêu nhẹ nhưng mà lại siêu cứng. Cái này chuyên nó là hay làm vỏ máy bay đấy, đấy thì cái này nó là dạng móc khóa chuyên dùng cho dân leo núi dã ngoại cắm trại kìa. Đấy thì đây em về một cái lô này rất ok luôn, giá nó bình dân, nó chỉ có 10.000 một chiếc thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm, là cái này là cái móc khóa titan nhá. Đấy, móc khóa titan bên em đang bán một cái chiếc móc khóa titan này với giá chỉ có 10.000 thôi, 10.000 thôi các nhá. Đây cái hai của sản phẩm này em sẽ quay luôn bác coi này, hai của sản phẩm ở đây là bình thường là các bác mở xem cái lẫy ra này thì nó là thành một chiếc móc bình thường này. Đấy, như bao chiếc móc bình thường thôi, nhưng mà nó hay có đâu nó có cái vòng xoay này. Đấy, khi mà các bác xoáy lên thì nó sẽ siết chặt vào, đấy cứng vào luôn, khóa chặt luôn nhá, không thể lật ra lật vào được hay là nó bong được nhá, cực kỳ ok. Đấy, các bác mua về để
sử dụng này, rồi là thậm chí cái này anh em dùng làm xích chó cũng rất chắc chắn luôn các bạn. Đấy, rất ok, nói chung là đa năng lắm, con này đa năng. Rồi là anh em móc đồ, móc chìa khóa này, cái thứ ok luôn, nhẹ nhàng tình cảm, 10.000 một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái móc khóa titan. Đấy, chất liệu siêu cứng, siêu nhẹ. Giá đang bán cho bác là 10k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho bác mã hàng, đó là cái con lưỡi cắt cỏ size 6 inch này. Đấy, dòng lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Cái này thì về các bác cắt cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác phệt cho em trên mọi mặt trận luôn, mà nó là dạng lưỡi từ rất nhiều sợi thép nó xoắn vào thành một sợi to này. Đấy, nó giúp đánh bay những phần gốc cỏ cứng đầu nhá. Đấy, các bác về lắp vào lưỡi cỏ nhà mình. Con này thì cái phần đường kính nó rơi vào là 15 cm nhá, từ bên này sang này thì là đường kính là 15 cm. Và cái size của nó sẽ là size 6 inch này. Đấy, size 6 inch. Đấy, về các bác lắp vào những máy cắt cỏ như mình các bác xài rất ok luôn. Toàn bộ bằng lưỡi thép xoắn vào hết luôn nhá, cái dây thép xoắn hết luôn, rất chắc chắn, cầm nặng trịch luôn, cầm nặng chắc chắn lắm. Thì bên em đang bán cho các bác một cái lưỡi cắt cỏ này. Bữa trước bên em đang bán là đi 100k, hôm nay em xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 đúng không nhá, 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, với giá sẽ là đi 70k có nhá, 70k cho một chiếc lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Đấy, 70k. Cái này bên em bán quá nhiều rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất tốt. Đấy, các bác nhìn cùng nhìn lại lần nữa này, rất chất lượng luôn. Đấy, không gì phải chê về cái sản phẩm này, quá ok. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả, hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp tri ân, ưu đãi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, con này thì các bác có thể cắt ở trên trên nền đất này, nền xi măng cái thứ này, rồi là đánh rỉ sét, rồi là tẩy rong rêu trên sân sướng thứ ok luôn nhá. 70.000 thôi, đang xả kho bán em luôn. Lên mã giúp cho em xem là lưỡi cắt cỏ nhá, xả kho thì còn có 70.000 một lưỡi nhá con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ vệ sinh, cọ nhà vệ sinh hình con vịt này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em xem là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt này, em cũng xả kho luôn cái sản phẩm này nhá. Bữa trước thì đang bán cho bác là 90.000 một cái cây cọ vệ sinh này, mai thì em về cái lô mới cũng bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt nhá. Đấy, cọ vệ sinh, cỏ vệ sinh con vịt. Giá hôm nay sẽ xả kho bác là chỉ còn có 60.000 thôi, 90k. Giảm giá luôn bác là chỉ còn có 60.000 thôi. Cái cây này cọ rất là sạch mà rất là tiện nhá. Các bác về các bác có thể treo lên được tường cơ, không cần phải khoan đục lỗ gì, rất tiện dụng luôn đây. Đây là cái phần bầu đựng này. Đấy, còn đây là cái cây cọ chính, nó sẽ có là một cái đầu bàn chải này. Đấy, các bác cọ rửa này, và một cái đầu rất là mềm, đó là cái đầu silicone. Cái đầu này thì nó là dạng đầu mềm silicone nên các bác có thể luồn lách những phần khe kẽ, các bác cọ vào cọ rửa rất sạch. Thì khi mà nhận hàng thì nó sẽ tháo rời ra. Thì về thì các bác chỉ việc xỏ lỗ vào, các bác lắp đặt vào, nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn mạnh vào này. Này này các bác ấn mạnh là ok luôn. Đấy, ấn mạnh là ok. Đấy, sau đó các bác kỳ cọ rửa này. Đấy, tay khá là dài nha, cầm ok luôn. Còn đây là cái giá đỡ đi kèm. Để cái giá đỡ đi kèm. Cái giá đỡ này thì các bác có thể về treo lên tường cho em nhé. Treo lên tường là bằng cách là các bác có cái miếng dán đi kèm mà các bác đeo lên. Đấy, cài vào đây. Sau đó là các bác bóc cho em cái miếng dán này ra và các bác đeo lên tường nhé các bác nhé. Các bác đeo lên tường rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo tường. Đấy, các bác đeo lên tường nha. Đấy, và các bác bóc miếng dán này, các bác dán lên tường. Cái phần chân thì các bác lắp vào nhìn cho nó đẹp. Đấy, nhìn cái này chủ yếu dùng để trang trí mà. Đấy, còn chủ yếu là cái phần miếng dán này các bác dán lên tường. Sau khi mà các bác dán lên tường xong thì lúc nào các bác muốn để vào thì các bác đây, để cái này vào. Đấy, thì nó sẽ sập, nó sẽ đóng kín luôn. Nó che cái phần bàn chải đi, nhìn nó thẩm mỹ, nhìn nó đẹp cái nhà vệ sinh các bác hơn nhá, nhìn nó sạch sẽ ok luôn. Lúc nào dùng thì các bác lại lấy ra thôi. Lúc nào dùng thì lấy ra, lúc nào xong rồi thì các bác lại cho vào. Đấy là nó lại đóng kín vào rất ok. Đấy thì một cái bộ bàn chải cọ vệ sinh con vịt cái này để chuyên các bác cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, cọ nhà vệ sinh. Đấy, về các bác lắp đặt vào là xài.
Một bộ này với giá sẽ là 60 ngàn nhé. Thì bên em sẽ tháo rời ra khi mà vận chuyển về các bác lắp đặt là sai thôi. 60k một bộ cọ vệ sinh con vịt nhé. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cọ rất là sạch luôn. Đấy đây. Đấy các bác có thể dính cái tường nhá, đỡ tốn diện tích này. Rồi là nhìn nó đẹp, nhìn nó lịch sự, mỹ quan. Và cọ rất là dễ dàng cọ này. Đấy, chui rồi là cọ rửa những cái phần luồn lách, ngóc ngách, cọ rất sạch luôn. Đó. Đây các bác cùng xem lại lần nữa này, quá ok luôn. Ngon này nhá, treo lên tường nó khô ráo, đỡ tốn điện tích nhá, sạch sẽ ngon này. 60k nhá, 60k cọ vệ sinh con vịt các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái móc dán tường. Đấy, cái móc này thì bán rất nhiều và dùng cực kỳ thích luôn. Cái móc này chịu tải lên đến là 15kg này. Đấy, móc cực kỳ khỏe và nó dính rất là chắc. Đấy, thì bên em đang bán một cái chiếc móc dán tường này với giá sẽ là 10k thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường. Đấy, móc dán tường. Hàng này thì cứ bao dùng bao chất đi. Đấy, bên em bán gọi là hàng cũng rất ok rồi. Đấy, tuyển chọn cho bác những cái mặt hàng ok nhất để bán cho bác này. 10k một chiếc móc dán tường này, chịu được sức nặng là 15kg. Đó. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng này. Đấy thì về trước khi các bác dán này, các bác vệ sinh sạch sẽ về bề mặt các bác cần dán, sau đó các bác định vị vào. Đấy, và các bác bóc cái miếng bảo vệ cái miếng keo ra. Đấy, và các bác dán trực tiếp vào. Và khi mà một cái lưu ý nhỏ nhỏ, khi mà các bác dán này thì các bác để trong vòng là 24 tiếng để cho keo nó chết đi. Xong bắt đầu là các bác đã đeo đồ lên nhá. Các bác đừng đeo ngay. Đấy, phải để trong vòng 24 tiếng. Sau đó các bác đã đeo đồ lên để cho nó chắc chắn hơn. Đấy, thì bên em đang bán là 10 ngàn cho một chiếc móc dán tường này các bác nhá. 10k một chiếc. Đây là các bác ơi, đây anh em đang dán cái túi đồ nhà em rất là to này. Đấy, túi đồ nặng chĩnh luôn nhá. Đây như con này nó chịu tải ok luôn. Cái móc này anh em đang dán mà đây em dán lên cái này là cái tường sơn luôn nhá. Dán lên cái tường là tường sơn luôn đấy, chứ không phải là tường gì đâu. Tường sơn các thứ các bác dán thoải mái luôn. Ok luôn đây. Đấy, chắc chắn ngon lành, cái túi này rất là to nặng luôn đấy. Nặng chịu này, sắp đứt dây này. Nhưng mà móc vẫn nguyên si luôn. Cực kỳ nhiều đồ em để cái túi rất là to luôn. Đấy mà đây cái này nó chiến ngon lành luôn nhá. Đấy thì về các bác dán lên tường nhà mình, treo đồ, treo đạc các thứ rất ok luôn, tiện lắm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, cái túi thuốc diệt rong rêu mà nhà bác nào sân trước các thứ này đang nhiều rong này. Đấy, có nhiều rong rêu các bác đi nó rất hay bị trơn. Đấy rồi, đặc biệt là người già chị em đi chẳng may nó bị ngã cái thứ đập đập cái phần mông xương chậu xuống rất là nguy hiểm nhá. Đấy, các bác mua cho em cái này về. Cái này thì nó rất là dễ dùng thôi. Đấy, cái này thì các bác có thể pha với 500ml 500g này, pha với 5 lít nước này, quậy tan, sau đó các bác tưới đến bề mặt con rong và dùng chổi quét sạch và dùng nước các bác rửa lại là ok, cực kỳ sạch luôn nhá. Cái này em bán rất nhiều rồi. Một cái túi thuốc diệt rong này với giá chỉ có 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thuốc diệt rong rêu nhá. Đấy, thuốc diệt rong rêu. Thuốc diệt rong rêu với giá sẽ là 40.000 trong cái thuốc diệt rong rêu này. 40.000 một túi này là 500g. Đấy, về các bác tùy theo nhu cầu. Thì mình nhiều thì các bác mua nhiều, mình ít thì mua một túi này về các bác xài được. Đấy. Mình có thể là giải trực tiếp lên cái phần mà các bác có rong rêu và các bác có thể hòa ra nước, sau đó các bác đổ nó tưới nó lên. Sau đó các bác ngâm một lúc là nó sẽ tự động là nó sẽ bong hết cái chân rêu nhá, cực kỳ sạch luôn. Đấy, 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, tuần này anh hiểu không? Miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á, là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này, trơn chuột rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nha. Đấy, thấy không? Xịt nước cái sạch sẽ ngon này luôn nhá, sạch bong luôn này, có gì không? Đó, thấy không? Xịt nước các bác cọ, sau đó các bác để cho ấy này, thấy không? Hai bên khác nhau nhá, một bên dùng với không dùng nhìn khác hẳn nhau luôn nhá. Đấy, một bên trắng phau luôn, còn một bên là nó gì? Sạch sẽ ngon này luôn nhá. Đó. Nói chung là ok. Diệt rong, diệt rêu, tẩy sạch rong rêu ở sân nhà mình đi nhá, tránh trạng trơn trượt xảy ra. 40.000 cho một cái bịch thuốc diệt rong rêu trọng lượng 500g nha. Bao tay lao động thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Đấy, bao tay động thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là bao tay lao động này. Bên em sẽ bán theo đôi hoặc là theo set, theo combo thì tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy thì đây nó là dạng bao tay lao động, thì về các bác có thể là đi vào để mình đi lao động này, đi xây dựng các thứ này ok luôn. Đấy.
bảo vệ cái đôi bàn tay bác nhé, nó không bị sức sát rồi, nó không bị va chạm, không bị tình trạng nó rách các thứ rồi ra đấy, rồi đứt tay rồi đấy. Ở đây nó có một cái lớp cao su này. Rồi bác nào mà đang mùa đông như này này, hoặc là mùa hè là các bác dùng để chống nắng, mùa đông thì các bác dùng để giữ ấm đấy, mình đi mình là ba tay mình giữ ấm cũng ok luôn. Ở dưới này có một cái lớp, nó chám một cái lớp cao su, những cái đây này, những cái lỗ cao su nổi lên li ti này đấy, các bác sử dụng cầm nắm đồ vật nó không bị trơn trượt nhá, dùng rất ok luôn đấy. Thì một đôi này thì bên em đang bán lẻ các bác là 10 ngàn một đôi, thì các bác có thể lấy theo nhu cầu là đôi một, hoặc là lấy theo nhu cầu là combo đều được nhá. Đấy, thì em báo giá luôn, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động đấy, bao tay lao động này. Bao tay lao động thì bên em đang bán một đôi với giá sẽ là 10 ngàn nhá, một đôi là 10k, các bác lấy 5 đôi, 5 đôi là 40k. Còn nếu mà các bác lấy một set, đây một set của nó là 12 đôi này, đây này một set này là 12 đôi này đấy, thì đây một set này là 12 đôi, thì một set 12 đôi thì 12 đôi thì đang có giá là 70 ngàn. Nếu mà các bác mua theo set 12 đôi thì giá có rất là tốt luôn, giá rất tốt luôn. Nếu mà mua theo set 12 đôi thì là chỉ có 70 ngàn thôi, còn nếu mà các bác lấy một đôi là 10k, 5 đôi sẽ là 40k, và đợt này nó tăng cường thêm là cái set 12 đôi này nữa. Thì đây một set nguyên si 12 đôi là nguyên nguyên túi này nè đấy, thì là về các bác dùng 12 đôi các bác dùng cả năm luôn, một tháng dùng đôi đấy, về dùng cả năm luôn là mua một set này chỉ có 70 ngàn thôi, giá nó quá bình dân mà bao rất là chắc chắn, dày dặn các bạn đấy, lẻ là 10 ngàn một đôi các bác nhá. Đó, bao tay lao động nhá, về các bác sử dụng để lao động làm việc, làm vườn làm tược, nhặt cỏ thứ là, rồi là cắt cành cắt cây cũng ok luôn đấy, rồi là Tết nhất mình dọn dẹp vườn tược nhà cửa thứ ok đấy, mình đi vào cho nó yên tâm không bị đứt tay đứt chân. Một đôi là 10 ngàn, 5 đôi là 40 ngàn, và 12 đôi một set cả một bịch như này luôn là 70 ngàn nhá, 70 ngàn đấy là bao tay lao động. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ dao combo Nhật 7 món nhá, báo giá bác luôn là 750.000 một bộ này đấy, giá này là giá công khai, và em nói luôn là bộ này là đối với cái giá này thì em bao giá thị trường luôn, cam kết là rẻ nhất thị trường, không có ai bán rẻ nha em, nói luôn đấy. Bình thường là các bác cứ đi hỏi chán chê, hỏi thoải mái cho em đi, 1 triệu lên 900.000, nói thẳng luôn, không là có giá 750 đâu đấy, lãi chút ít lãi tình cảm các bác thôi, nên là nhà em bán cho các bác với mức giá nó quá là ok luôn. Bộ này thì về các bác dùng thì quá ok rồi đấy, bác nào mà có điều kiện thì nói chung là nên mua những cái bộ như này đấy, hàng của thương hiệu Gonbo của Nhật nhá, cực kỳ xịn luôn, mới keng beng luôn, nguyên hộp nguyên đa nguyên kiện như này, mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em đấy, đóng gói rất kỹ càng nhá, hộp đựng dao này, đây là cái đế cài này, đóng cực kỳ cẩn thận luôn nhá. Đây con này đế cài của nó thì đế cài inox nhá, đế cài inox luôn, quá xịn, này đóng gói kinh khủng khiếp luôn, đóng gói này đóng gói, đóng gói là không có gì phải chê cả các bạn. Đây là cái đế cài nó, ui cái đế nặng dã man. Đây logo combo này, đây là cái đế cài nhá, đế cài này. Đó. Tiếp theo bên trong thì là dao, đây là cái hộp đựng dao này, hộp đựng dao nặng trịch luôn, dã man. Đây nhá, sẽ có đầu tiên sẽ gồm là một cái cây kéo này, một cây kéo này có logo combo này, đấy, một cây kéo sắc bén, cây này các bác cắt gà vịt thịt xương cá mú thứ cho em ok luôn. Đây. Đấy không? Quá ok luôn. Đây, đấy, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài này. Đây một cây liếc mài. Đây cây cái liếc mài, dao mà nhụt thì các bác cho đây, các bác liếc qua cho em cái sắc luôn. Đấy, đây. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bỏ luôn đây này. Đấy, cắm luôn đây này. Đây còn em bày đây để em quay cho bác coi. Con này thì là một cái con dao vừa lọc vừa thái này. Con này vừa lọc vừa thái nhá, con này vừa lọc vừa thái. Con này đây logo Gonbo này, logo Gonbo nhá, Joskin Japan này, thấy không, Joskin Japan, tay cầm làm vân chống nhân trượt này, hàng đúc liền thân luôn, cực kỳ sắc bén nhá, test ra ra coi luôn, dòng Gonbo này các bác yên tâm về chất lượng đi, không cần phải nghĩ luôn, có nhìn không, dã man luôn, đây kinh khủng khiếp luôn, dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá, cẩn thận em nhá, các bác cầm cũng cẩn thận nhá, đấy không phải chửi cái thằng bán dao, mẹ nó bán dao sắc thế. Đây cứ nhìn này, kinh khủng khiếp luôn, dã man. Nói chung là bộ này em bán nhiều rồi, nhưng mà có cái là gần Tết em mới bán thôi, chứ còn đợt giữa năm thì bán cho các bác thì thực ra các bác hơi ít mua, nên là chủ yếu bên em bán cuối năm để các bác dùng Tết thôi. Đây con này còn hoa quả này, con này thì cũng không sắc không kém gì con kia luôn. Đấy con hoa quả này thì cũng quá là sắc luôn. Các bạn nhìn này. Dao nó phải như này. Đấy kinh khủng khiếp luôn. Đấy.
Rồi, tiếp theo là một cái bé bé này, bé vừa chặt vừa thái này, rồi là vừa 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 làm đủ các kiểu đây. Đấy, vừa chặt vừa thái vừa băm này, chặt nhẹ là ok. Đấy. Cái con này tay cầm thiết kế cái phần tay cầm rất là to, cầm rất là vừa tay nhá. Đây dao thái tiết lắc coi, à dao chặt nhá. Dao chặt này. Các bạn nhìn dao chặt này. Kinh khủng khiếp. Dao chặt mà nó còn hơn cả dao thái luôn nhá. Dã man luôn này. Đấy, kinh. Đấy, con này là con chặt chặt nhẹ này. Tiếp theo là một con chặt chuyên chặt nhá. Con này thì chuyên chặt rồi. Con này chuyên chặt, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, các bác dùng con này chưa? Đấy, con này thì rất là to. Con này rất to. Đấy, chặt gà, vịt, thịt, xương đây. Tiết cho các bác con chặt này, các bác cũng choáng luôn này. Đây, những con chặt này. Con chặt tiết nó như này thì. Đấy, con chặt này. Đấy, thực ra dao chặt thì tiết giấy nó hơi khó, nhưng nói chung là nó đã khía được giấy này thì nó cũng rất là sắc rồi các bạn. Đấy, rất là sắc rồi. Đấy, đây. Đường giấy đi rất ok luôn nhá. Đây, đấy, con này chuyên chặt luôn nhá. Đấy, tổng quan một bộ này sẽ gồm có là 7 món thôi nhá, 7 món này. Em đã đếm lại các coi nhá. Đầu tiên là một cái giá đỡ này. Tiếp theo là một cái kéo là 2 này, một cái cây liếc mài là 3 này. Một con dao nhỏ con hoa quả là 4 này, một cái cây vừa lọc vừa thái là 5 này. Một cái cây chặt băm nhẹ là 6 này, một cái cây chuyên này chặt là 7 này. Đấy, tổng quan bộ dao Nhật 7 cây nha. Với mức giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn. Nói chung là cái mức giá này bên em bao giá thị trường luôn. 750.000 bộ nhá, 750.000 bộ và em bao ship tận nhà bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn nhá. Đấy, ưu đãi bao ship tận nhà bác luôn. Chỉ có 750.000 trong một bộ dao Nhật 7 món nhá. Đấy, các bác tội gì các bác không mua. Test cho bác rồi, từng con dao một các thứ luôn. Liếc mài kéo cũng ok luôn nhá. Đấy, không gì chê về con này cả. Quá sắc bén, các bác dùng bộ này cho em. Nói chung là bác nào có điều kiện nên mua bộ như này. Dùng cực kỳ ok. Bền, chất lượng mà cái chất dao của nó thì không gì phải chê về dòng combo rồi, quá ok luôn nhá. Đấy, 750.000 nhá, 750.000. Bao ship tận nhà luôn, 7 món. Đấy, có cả giá đỡ đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc xài thôi, không cần mua thêm gì cả. Mình dùng là mình dắt luôn lên cái giá đỡ này. Nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn cái căn bếp nhìn nó sang trọng lịch sự này. Đấy, dắt luôn lên đây cho em. Dùng đến đâu là mình lôi ra đấy, lúc nào dùng xong là mình rửa giấy mình dắt vào. Rất gọn gàng ok nhá, đây. Đấy, khi nào mà dắt vào nó sẽ nhỉ. Quá đẹp luôn này. Đấy, dắt vào sẽ nhỉ. Bóng sáng đẹp luôn. Chung là cực kỳ ok đây nhá. Đẹp ok luôn. Chỉ có 750.000 thôi. Bao ship đến tận nhà bác luôn. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Đó, chốt đơn luôn các bác ơi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác nghe, đó là cái bộ dao của Đức nhá. Đấy, bác nào mà không thích dòng của Nhật thì có thể tham khảo dòng của Đức. Đấy, dòng của Đức thì nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 670.000 một bộ thôi. Và bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. Thì đây, bộ dao của Đức. Bộ này thì hàng của thương hiệu Willing. Đấy, logo hình hai thằng người. Thương hiệu này chắc là nhiều bác biết về cái thương hiệu này rồi. Rất là nổi tiếng rồi, chuyên về đồ nhà bếp của Đức thôi nha. Đấy, bộ này thì cũng nguyên hộp luôn. Đây, đổi bác coi. Đấy, đóng gói cũng y như bộ kia luôn. Bộ này nói chung là của thằng Đức này, nó đang cạnh tranh trực tiếp với thằng Nhật mà. Đấy, hai thằng nó đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đây, bộ này thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có một cái giá đỡ này, cũng 7 món như bộ kia. Đấy, thì bác nào mà kinh tế nó gì, kinh tế nó gọi là thấp hơn một chút thì mình có thể tham khảo bộ này nhá. Đây, logo nổi Willing nha. Đấy, cũng inox 34 nhá, giá đỡ này. Tiếp theo thì đến với bác là cái khay định dao. Đấy, đóng gói hơn cả kỹ là ông Nhật luôn, dính giếc các kiểu. Đây, đấy, đây là combo này, quá thể luôn đó. Rồi, đầu tiên thì đến luôn cho bác là một cái cây kéo này. Đấy, cây này thì cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương thì cực kỳ ngon này rồi. Đấy, đây logo Willing nhá, made in Germany này. Đấy, có logo dập chìm trên sản phẩm luôn, cực kỳ chất lượng. Con này là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt xương, cắt nhà bếp này. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài nhá, một cây liếc mài. Đây, cây liếc mài quá ok luôn. Đấy, bác nào mà dao nhụt thì các bác lấy cái liếc qua chút nhá. Đây, cắm luôn này. Đấy, cắm luôn đây. Tiếp theo thì là một cái cây dao thái. Cái này thì cũng để chuyên để lọc thái nhá, chuyên lọc thái, chuyên lọc thái này. Logo Willing này. Đấy, logo Willing. Đấy, đây, made in Germany nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Con này chuyên lọc thái nhá, con này lọc thái thì cực kỳ chất lượng, hàng cũng bao sắc ra luôn này. Cho bác xem giấy này. Đấy, con này thì không phải chê rồi, dòng Đức thì quá chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Đây, dã man luôn. Đường giấy đi mịn mịn luôn, nhìn này, đường giấy đi mịn mịn luôn. Ok. Đấy, dắt vào đây, dùng xong các bác dắt đây.
Cây này thì tiếp theo là một cái cây dao gọt hoa quả đây. Con này thì chuyên bác gọt hoa quả. Đấy, đây, chuyên bác gọt hoa quả này. Con này nhỏ nhỏ gọt hoa quả rất hợp lý luôn. Đó. Tiếp theo nữa thì là một cái cây dao chặt. Nói chung là bộ này thì nó cũng như kiểu bộ Đức thôi. À, bộ Nhật đúng không ạ? Đấy. Chặt thì nó sẽ có hai con, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng nhá. Đấy, em quay nhanh bác luôn. Đây, con này là con chặt. Con này con chặt nặng này, con này con chặt nhẹ này. Chặt nhẹ này nó sẽ mỏng một chút. Con chặt nặng nó dày hơn. Đấy, nói chung là hai con chặt, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng, một con vừa băm vừa chặt này. Đây, đó. Logo Wailing à, cực kỳ xịn ngon lành nhá. Đó đây. Đấy, dùng xong rồi các bác cho vào cái giá nha. Đấy. Tổng quan bộ sản phẩm đây, bộ này thì sẽ có giá là 670.000 thôi. 670.000 và cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Có đầy đủ cả giá đỡ thứ đầy đủ luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Đây em bày ra đây một lần nữa nhá. Các bác coi từng món một luôn này. Đấy, quá uy tín luôn. Đây nhá. Sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ này. Một cây kéo cắt và gà thịt xương cắt nhà bếp này. Một cái cây lước mài này, một con dao gọt hoa quả này, một cái con dao lọc thái này. Một con chặt nhẹ này, một con chuyên để chặt này, chặt nặng, chặt xương, chặt gà, vịt các thứ ok này. Đấy, tổng quan bộ này cũng 7 món, cũng như cục bộ Nhật luôn, bộ này cạnh tranh trực tiếp với bộ Gunbo Nhật này. Đấy. Thì bộ này sẽ có giá là 670.000 nhá, 670.000 cho một cái bộ dao Đức 7 món nha. Và bên em cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì các bác tham khảo ưng cái bộ nào thì các bác có thể chốt nhá. Đấy, em báo giá lại một lần nữa thì bộ Nhật thì sẽ có giá là 750.000 và bao ship nhá. Còn bộ của Đức thì sẽ có giá là 670.000. Đấy thì các bác cứ cân đối xem ưng cái bộ nào thì cứ báo nha. Thì em sẽ chốt cho bác nhá. Đấy, bộ Đức 670, bộ Nhật 750. Siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó đây. Một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân, 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ ạ. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất là tốt nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng siêu phẩm vật muỗi. Đấy, vật muỗi đứng nhá. Các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Đó, con này là dòng vật muỗi đứng chứ không phải vật muỗi gấp nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật muỗi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Vật muỗi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn. Đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng dùng rất ok luôn. Dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là ví dụ sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá. Bọc xốp các thứ đầy đủ này. Đấy, 140.000 một chiếc nhá. Đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái vật muỗi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V A, cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá, để khi bác vật muỗi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật muỗi, vừa là có đèn bắt muỗi luôn. Đấy thì các bác muốn bật chế độ vật muỗi bình thường thì ấn giúp em sẽ chế độ on 1 này, bấm vào đây. Nó lên đèn này là chế độ vật muỗi bình thường. Đấy thì khi mà vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy. Đây con nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi nên các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đấy luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây. Dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá. Chẳng may mình có thò tay vào cái nó giật cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi. Giật rúng người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây. Ở đây à.
Đấy, thấy không? Đúng như dùi cui điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật mũi bình thường. Còn nếu các muốn đẩy lên chế độ đèn ăn mũi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2. Thì nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn ăn mũi này. Hiện đây. Gạt gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không? Đây nó lên 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 chế độ đèn ăn mũi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này. Thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái muỗi nó vào. Thì dụ cái muỗi nó vào nhá, thì khi mà muỗi bay vào này, đấy, dụ muỗi cái ánh sáng xanh thì muỗi rất là thích này. Muỗi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là té lửa thôi. Đấy. Muỗi nó cứ đậu vào là cái nó đi luôn thôi. Đấy, xong này đánh rất khỏe ạ, điện này. Thấy không? Đó, rất ok nhá. Đấy là chế độ đèn bắt muỗi. Rồi. À, tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật muỗi vừa làm đèn ăn muỗi, giá thì cũng rất là hợp lý nhá, cả giá cũng rất là hợp lý nhá, chỉ có là đi 140.000, 140k, vừa có tích hợp là vật muỗi này, rồi là có tích hợp đèn ăn muỗi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc thôi, sử dụng là sẽ là pin 18650 đó, thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây, nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất, thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện, nó lên đến định mức sẽ là 3000V, nên cũng yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn. Đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi. Nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện, nó nói chung là rất là tốt. Đấy, nó đẩy điện, dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật mũi đứng, giá sẽ là 140k nhá. Và mà dầu xoa bóp hàng bên shop để tiếp tục về, và giá thì cũng rất là đang bình ổn để gửi bác này. Nên mã giúp cho em là dầu xoa bóp Hàn Quốc. Giá sẽ là 40k cho một hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc này nhá. Lên mã giúp cho em là dầu xoa bóp Hàn Quốc 40.000 một hộp, lọ dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Chuyên trị bác nào mà ví dụ đau xương khớp này, đau cổ vai gáy này, đau lưng, đau người ngợ. Đấy, nói chung là các bác cứ đau xương khớp người ngợ quá dùng cho em. Đấy, dùng cực kỳ chất lượng luôn. Và bác nào ví dụ là người già này, hoặc là thậm chí bác nào hay chơi thể thao. Đấy, sử dụng cái dòng này nó giảm đau rất là hiệu quả nhá. Đó. Dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá, chuyên cho bác xoa bóp vào những chỗ đau. Đấy, giảm đau rất hiệu quả luôn, 4.000 hộp nha. Sản phẩm thuốc xịt xoang hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, siêu phẩm thuốc xịt xoang nhá, xịt xoang mũi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang covid này, rồi đang thay đổi thời tiết. Đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem dùng con này rất ok. Đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá, nó là dạng xịt. Đấy, nó là xịt một chai, xịt này sẽ là 20ml. Đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt con này, xịt này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về các bác cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi cho đó là mình bóp thôi. Đấy là bắt đầu là dung dịch nó ra có thế thôi, rất là dễ dàng dùng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên, nên là các bác dùng nó không phải lo dị ứng dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok. Đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang, đợt này đang covid thay đổi thời tiết nhiều. Đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang xịt mũi đâu nhá. Lên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này. Xịt xoang. Đấy, xịt xoang, giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang nào. Cái sản con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịt xò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó, Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Có nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17cm nhá, 17cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm, thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả có bốn cái đầu khẩu này các nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20cm một chút này. Đấy, dài hơn 20cm một chút các nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau 1 2 3 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng nha.
Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém cọt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhé. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhé. Dùng xong các bác có thể là tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào đây cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhé. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻo này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng, là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính này. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá. Cái còi này, cái còi này các bác thổi này. Đó, còi các bác thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa lựa coi sao các bác giật vào cái khe này giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu chưa? Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các bác để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa chi năng luôn. Đó thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống ấy luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các bác nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này. Đó, có thấy không? Dài dã man luôn này. Đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Nối thành xẻng các bác xoáy cái ốc này ra, nối ốc này ra các bác bẻ về. Và các bác siết cái ốc này vào cho em. Đấy, siết cái ốc này vào là nó lại thành cái xẻng. Đó, rất tuyệt vời. Rất là đa di năng nhá, một chiếc xẻng nhá, rất là dài. Tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn. Bóng loáng luôn nhá. Đấy. Thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dây dẫn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn, dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các bác nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng lá răng của Nhật, cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt vào trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe nó bị sa lầy, các bác có cái xẻng này vừa làm xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào chưa? Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này. Nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật, rồi là hay là chân tay nhá. Nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn. Đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó, đây. Rất xịn sò ngon này. Đó thì tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này.
đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy dao hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này đây nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng đây nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 1 2 3 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này. Rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác mới giá, các bác cực kỳ dễ mua này. 350.000. Đấy, 350.000 bên em bao ship luôn. 350k một con xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này, và bao ship đến tận nhà. Còng dây điện hàng đúc này có nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m thôi nhá. Cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm nhá, dạng dây mềm các bạn nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bạn nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn với em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá. Bao đập bao test luôn này. Đây. Đập thoải mái nhá. Riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái nha, em không vấn đề gì luôn. Test tùng thoải mái. Đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra. Đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này. Đấy, ngoài ra có cái phần móc như này. Đấy, em sẽ cắm cho các bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá cho. Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó, hàng của nó rất là bền. Dạng nó dạng ổ đúc mà. Đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật cũng nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái cuộn 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, cuộn này của nó là cuộn 5m này. 5m. 5m cũng nhá. Đấy, cuộn này trên tay em đang cầm là cuộn 5m này. Đó, cuộn 5m. Rồi là có cái cuộn sau này. Thì là cái cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m cũng nhá. Đây, cái cuộn 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn nhá. Đây, cuộn 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá. 2.5. Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, đây là cuộn 10m nhá. Cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m. Rồi sau này thì là có cái cuộn 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, cuộn này cuộn 15m này. Cực kỳ ngon chất lượng. Đây, cuộn 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái cuộn dài nhất bên em đang bán, đó là cái cuộn 30m nhá. Đấy, cuộn 30m này. 3m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài, nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, cuộn này cuộn 30m này. Đấy. To dã man luôn nhá.
to dã man ngang luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5m kia vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đấy là quận 3m thôi nhá. Đó thì em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây. Giá thì cái dòng 5m này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 luôn nhá. 5m thì là 200.000. 10m thì là 330.000. 15m thì là 400.000. 30m thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn của bác nhá. Đấy, 5m thì là 200, 10m thì là 330, 15m thì là 400 và 30m thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, nó phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu, nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân, có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này nó hơi nặng này chút, em đã để sẵn đây rồi. Không khui nữa, thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây, có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, với cái dòng 3 chân và 5 chân và phích cắm này. Đó, 3 chân, 5 chân phích cắm. Đây, đầu tiên là cái dòng phích cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây, phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm. Phích là phích cao su, không đập không vỡ nhá, và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon, chất lượng. Đây, một chiếc phích này. Đó, phích này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 các bác nhá. Đấy, 25k cho một chiếc phích này. Đấy, 25k 25.000 một chiếc phích này các bác nhá. Đó, rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này. Ổ 3 chân nhá. Ổ 3 chân thì đang bán là 50.000. Ổ 3 chân thì ổ này nó có đèn báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này, nó tựa như cái ổ đúc này. Đấy, thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng, sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có đèn báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dòi và dạng ổ liền. Đó, đây cái ổ 3 chân này. Thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ 3 chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k ổ 3 chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con 3 chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ 5 chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. 5 chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con 5 chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con 5 chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn. Nghĩa là các bác cắm ổ 2 chân hoặc các bác cắm ổ 3 chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài, các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn, bao dùng luôn nhé. Đấy, xem cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, thì đây em báo giá lại này, phích cắm 25.000 nhé. Đây, phích cắm 25.000. đó, ổ 3 chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ 3 chân 50.000 và cái dòng ổ 5 chân là 50.000 nữa nhá. Đấy, ổ 5 chân 50.000. Hai cái món này là phích cắm và ổ 3 chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là phích cắm và ổ 3 chân là có đèn báo, còn cái ổ 5 chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ 3 chân và phích cắm, còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ 5 chân về cũng được. Đó thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy, con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này,
Đấy, ngoài ra có thể cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa các con này đa chức năng các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này. Chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này. Hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để vào quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây, đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này. Bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái không vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái không vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá.
Để mà nói thì cái con này, trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bạn nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bạn nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng cái một cái đèn này thôi. Các bạn nhìn này, cái vòng nó ra rất là rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bạn nhìn này. Bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bạn nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bạn nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây, ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật. Nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn. Riêng về cái dòng đèn pin này, có vẻ nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các có thể là dùng để ăn cơm ăn nước rồi các bác muốn đánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy sẽ bật bên này chưa. Đó bật bên này. Đấy bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy rất là rộng nhá. À con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá. Pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá. Đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhé các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng. Mà nó sáng rộng nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng nhá. Đó. Đây. Đây. Đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy. Sáng dã man luôn. Đây. Chỉ có một cái con đèn này thôi nhá. Mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi. Đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship các luôn. Đèn hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.